Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Toplist.vn. Ngày hôm nay, hãy cùng Toplist tìm hiểu tử vi cung sư tử năm 2022 nhé. Sư tử là một cung lửa được cai trị bởi mặt trời. Sư tử luôn thu hút sự chú ý ở bất cứ nơi đâu, và năm 2022 cũng không phải là một ngoại lệ. Hãy cùng tìm hiểu xem trong năm 2022, lá số tử vi của cung sư tử sẽ được dự báo như thế nào nhé. 1. Tổng quan. Dự đoán tử vi năm 2022 của sư tử nói rằng mọi thử thách sẽ kết thúc và bạn sẽ trở nên thành công và xuất sắc trong suốt cả năm. Về cơ bản, bạn sẽ có một số sức mạnh phi thường để kiểm soát cuộc sống của mình. Có thể bạn sẽ trở nên sáng tạo hơn cả về tinh thần và thể chất. Trên thực tế, đây là cơ hội tốt nhất để bạn làm điều gì đó khiến bản thân hạnh phúc. Đáng chú ý, bạn cần tận dụng mọi cơ hội và thúc đẩy bản thân đến đích mà bạn muốn. Hơn nữa, cung hoàng đạo của sư tử sẽ đưa ra một cái nhìn tích cực và hạnh phúc của bạn sẽ được thúc đẩy hơn nữa. Do đó, bạn phải nạp đầy năng lượng vì bạn sẽ phải trải qua những thay đổi nhất định trong cuộc sống, có lợi cho những người mạnh mẽ. Đơn giản là mùa biến ước mơ của bạn thành hiện thực đã đến dần. Có lẽ, bạn nên làm cho mình tự hào bằng cách làm điều gì đó sẽ thay đổi tích cực cuộc sống của bạn. Năm 2022 có hiệu quả, vì vậy đã đến lúc học các kỹ năng mới sẽ có lợi cho bạn trong việc thực hiện ước mơ. Vì vậy, hãy giữ thái độ tích cực và mong đợi sự vĩ đại trong một khoảng thời gian cụ thể. Mặt khác, con bạn sẽ khiến bạn tự hào vì chúng đang mang lại cho bạn kết quả tốt nhất từ trước đến nay. 2. Về tình cảm. Những người thuộc cung hoàng đạo sư tử dễ dàng tìm được tình yêu đích thực vì họ luôn gặp nhiều may mắn. Bên cạnh đó, việc duy trì một mối quan hệ lành mạnh không bao giờ là bí mật. Cuối cùng, dành tình cảm mạnh mẽ cho nhau là ưu tiên hàng đầu để giữ cho tình yêu của bạn vẹn nguyên. Vì vậy, bạn có trách nhiệm tìm ra tình yêu đích thực của mình, người sẽ phù hợp với chương trình của bạn một cách dễ dàng. Tương tự, đây là thời điểm thích hợp để dành sự quan tâm cho mối quan hệ của bạn. Mặt khác, các cung hoàng đạo yêu cầu một người tìm đủ thời gian cho bạn đời của mình. Hãy nhớ rằng, cô ấy nên được đối xử theo cách cô ấy muốn và người đàn ông nên sẵn sàng cung cấp mọi thứ. Đừng cho phép một số điều nhỏ nhặt làm hỏng mối quan hệ của bạn và đảm bảo rằng mọi người sẽ đều có bất cứ thứ gì họ muốn. Trên thực tế, các hoạt động hàng ngày của bạn sẽ quyết định cuộc hôn nhân của bạn vì nó sẽ làm tăng hạnh phúc của bạn trong một mối quan hệ. Cuối cùng, tình yêu rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của bạn vì nó sẽ giúp bạn luôn đi đúng hướng. Nói cách khác, bạn sẽ trở thành một nhân viên chăm chỉ vì bạn muốn mối quan hệ của mình được thỏa mãn. Có lẽ khi mọi người hạnh phúc thì bạn cũng sẽ trở nên hạnh phúc. Tương tự, hãy để người hôn phối cảm nhận được sự hiện diện của bạn bằng cách tránh những thất vọng trong mối quan hệ của bạn. 3. Về gia đình. Theo tử vi cung sư tử năm 2022, sẽ thật tuyệt khi hiểu được những điểm mạnh và thách thức của gia đình. Làm như vậy, các bạn sẽ gắn kết với nhau hơn vì mọi người đều hiểu điều gì là tốt nhất cho nhau. Hãy nhớ rằng, những điều nhỏ nhặt sẽ góp phần tạo nên hạnh phúc và sức mạnh gia đình. Vì vậy, bạn phải học những khía cạnh đó mỗi ngày để tránh mọi rắc rối trong gia đình bạn. Về cơ bản, cam kết phải là khía cạnh lớn nhất của bạn sẽ thúc đẩy gia đình bạn tiến lên. Thật sự thì mọi người sẽ cảm thấy hài lòng và được quan tâm vì sự hiện diện của bạn. Vì vậy, sẽ rất hữu ích nếu bạn không bao giờ làm thất vọng, nhưng hãy cho họ lý do khiến họ thật sự tin tưởng vào bạn. Có lẽ đó là một điều gì đó tuyệt vời khi đánh giá cao công việc tốt của một ai đó. Vì vậy, bạn hãy luôn trân trọng những việc làm tốt mà gia đình luôn quan tâm và khuyến khích họ làm nhiều hơn nữa. Mặt khác, mọi anh chị em sẽ học hỏi từ mọi thứ mà bạn làm. Vì vậy, bạn nên làm tấm gương tốt cho họ. 4. Về công việc, sự nghiệp. Dự báo năm 2022 của sư tử đang khuyến khích bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu bạn chỉ có thể tin vào bản thân. Nói cách khác, bạn phải tin rằng bạn đang làm đúng nếu bạn thấy một điểm tuyệt vời với những gì bạn làm. Có lẽ bạn không nên mất hy vọng vì bạn còn cả một tương lai tuyệt vời ở phía trước. Vì vậy, đã đến lúc bạn trở nên mạnh mẽ và tăng cường sự tự tin của bạn thông qua những điều nhỏ nhặt mà bạn thường làm trong cuộc sống. Hơn thế nữa, cung hoàng đạo sư tử dự đoán một tương lai tuyệt vời bằng cách chấp nhận một số rủi ro có lợi trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, bạn phải can đảm để đạt được những gì bạn muốn trong cuộc sống. Một kẻ hèn nhát sẽ không bao giờ tận hưởng cuộc sống vì sợ thất bại. Đáng chú ý, sợ thất bại là căn bệnh tồi tệ nhất vì bạn sẽ không bao giờ thử điều gì đó trong đời. 5. Về tài chính. Nói chung, ổn định về tài chính là một điều tuyệt vời trong cuộc sống. Trên thực tế, bạn sẽ bị thu hút bởi những điều đẹp đẽ khác trong cuộc sống. Vì vậy, điều bạn nên làm bây giờ trong cuộc sống là phải ổn định về tài chính trước, rồi mới tập trung vào những việc khác.
Điều thú vị là khi bạn ổn định về tài chính thì bạn sẽ gặp ít rắc rối hơn trong cuộc sống. Thậm chí, cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ trở nên tuyệt vời vì sự ổn định. Tương tự, đó là thời điểm thích hợp để làm điều gì đó sẽ mang lại dòng tiền. Tử vi 12 cung hoàng đạo năm 2022 cung cấp cho bạn những cách tốt hơn để bạn có thể cải thiện thu nhập của mình. Bên cạnh đó, bạn phải hiểu rằng lập kế hoạch phù hợp sẽ dẫn đến việc chăm sóc đúng cách. Nói cách khác, kế hoạch của bạn sẽ cho bạn một con đường phía trước mà bạn không bao giờ thất vọng trong mọi trường hợp. 6. Về sức khỏe. Trên thực tế, các dự báo của bạn cho thấy rằng tập thể dục hàng ngày sẽ giúp bạn giữ được vóc dáng cân đối và cũng sẽ cải thiện thị lực của bạn. Hơn nữa, nó sẽ giúp bạn tránh khỏi các bệnh như huyết áp vì nó sẽ bình thường hóa nó. Ngoài ra, nó sẽ cải thiện mật độ xương của bạn, điều quan trọng trong cuộc sống của bạn. Có một cuốn nhật ký giúp bạn có thói quen rèn luyện thể chất hàng ngày là một điều tốt. Thể chất là một phần của sự tồn tại bởi vì mọi người đều xứng đáng được sống một cuộc sống lành mạnh. Đáng chú ý, ăn uống đúng cách là một trong những thực hành chính sẽ tăng cường miễn dịch cho cơ thể bạn. Năm 2022 là một năm đầy biến động của sư tử. Bạn sẽ gặp nhiều thử thách trong cả công việc lẫn tình yêu. Tuy nhiên, đây sẽ là một hành trình đầy giá trị. Sư tử hãy cứ tin rằng những điều sắp xảy đến đều có lý do và chúng sẽ góp phần củng cố nền tảng cho tương lai tươi đẹp của bạn. Các bạn vừa xem xong video 6 điều cần biết về cung sư tử trong năm 2022. Đây chỉ là những dự đoán và sẽ có những sự thay đổi trong tương lai. Nếu bạn yêu thích chủ đề ngày hôm nay, đừng quên like, comment và follow chúng mình để xem những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!